Hello, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với kênh review sản phẩm chuyên về đồ cắm trại của công ty Mr. Weekend. Hôm nay mình sẽ review một set bếp và chảo của thương hiệu Snowpeak, sản xuất mới công bố ra mắt năm 2024. Thì trên tay mình ngày hôm nay một sản phẩm tên là Giga Power Stone Recta, có mã là GS150. Anh em xem, ngày hôm nay mình sẽ review cái bếp ga này. Và sản phẩm thứ hai mình muốn review ngày hôm nay đó là Giga Power Stone Recta Griddle. Thì mẫu này là một chiếc chảo đi kèm và sử dụng với cả bếp. Hai sản phẩm này được đi chung với nhau hoặc có thể tách rời nhau cũng được, nhưng mà anh em có thể ghép đôi cái sản phẩm này với nhau thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Ok, ngày hôm nay không có thịt bò, cũng không có đồ nướng nên mình sẽ giới thiệu cho anh em chay thôi. Còn về bữa khác sẽ có review trực tiếp là sẽ nướng đồ ăn tại cái bếp với cái chảo này. Sau khi unbox ra mẫu bếp thì ở đây mình đã có một chiếc túi ở trong này sẽ đựng cái bếp. Mình sẽ mở ra cho anh em và sẽ nói chi tiết về mẫu bếp này. Để tạm cái túi qua đây. Trên tay mình là một mẫu bếp ga xếp gọn của Snowpeak, có mã là GS150 Giga Power Recta. Anh em xem nha. Mẫu bếp này là một trong những mẫu bếp xếp gọn mới nhất năm 2024. Ở đây mọi người nhìn thấy sau khi mà bếp xếp gọn lại được thì nó cũng nhỏ nhỏ, giống như kiểu là một cái hộp đựng đồ thôi, rất bé thôi. Bây giờ mình sẽ mở cái bếp này ra. Đấy, ở đây nó sẽ có hai cái mở giống như kiểu mở bánh này. Đây nó sẽ có thêm một cái nó giống như kiểu một cái khóa ấy. Mình chỉ cần mình nhấc cái này lên. Đó, mở ra. Bên này cũng vậy, nhấc lên. Mở ra, đó. Là mình đã mở được bếp. Trong bếp nó sẽ có thêm hai bộ phận nữa, một là đánh bộ phận đánh điện và hai sẽ là cái kết nối với cả ga và van mở on off. Thì cái này khi mà mở xong rồi thì mình chỉ cần quay ngược lại là xong. Có cái buồng đốt và van này thì ở dưới này nó sẽ có một cái khóa. Đây anh em nhìn này, ở dưới này nó sẽ có một cái khóa. Thì khi mình đẩy cái khóa ra và mình kéo cái buồng đốt này lại là xong. Đó, rất là dễ thôi, đẩy cái và vặn ga lớn nhỏ này ra là xong. Ok, trên tay mình bây giờ đang có một mẫu bếp xếp gọn. Sau khi mình mở nó ra thì nó cũng khá, cái chân này của nó cũng khá là lớn. Mình có thể để nồi hoặc có thể để chảo hoặc có thể để những cái ấm lên trên này để mình đun được. Đây. Anh em xem nha. Trên này mình có thấy ở đây là nó chiếc bếp này là có hai cái bụng đốt chạy hai bên hông, lát nữa mình sẽ test. Chi tiết về mẫu bếp này á, mình nói sơ qua một chút để cho anh em cùng nắm được. Ở đây mẫu bếp GS150 có công suất là 2500 kcal. Công suất đó khá lớn nha. Với công suất 2500 kcal này á thì anh em có thể đun nước 1 lít nước chỉ dao động vào khoảng tầm 4 phút hoặc là hơn 3 phút rưỡi một chút, mình cứ cho làm tròn khoảng tầm 4 phút nhá. 1 lít nước. Nếu cái công suất mà 2500 này, nếu mà không có tác động về gió, không có tác động về mưa chẳng hạn, thì mình có thể đun 1 lít nước trong khoảng tầm 4 phút, một cái công suất rất là lớn. Thường thường anh em hỏi bếp mà review bếp thì hay hỏi là cái bếp này sử dụng công suất lớn hay không và công suất bao nhiêu. Sau khi hỏi công suất thì mình sẽ nói qua một chút là về mức tiêu hao nhiên liệu có nhiều hay không. Vì một số những mẫu bếp nếu công suất lớn thì đồng nghĩa là tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn. Thì mẫu bếp 2500 kcal này á thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó cũng rất là tốt. Ở đây thông số của nhà sản xuất đưa ra, nếu mà sử dụng bình 500g
Ở đây nếu mà sử dụng bình 500g có nghĩa là anh em sử dụng bình bình lớn. Nó sẽ có bình 500g, 250g và bình 110g. Thì nhà sản xuất đưa ra một con số. Nếu ví dụ anh em sử dụng 500g thì sẽ đốt cháy được khoảng tầm 210 phút. Ở đây mình sẽ tính theo phút nha. Mình sẽ tính theo phút. Anh em có thể chia ra cho 60 để tính theo giờ. Thì loanh quanh được khoảng tầm hơn 3 giờ một chút. Hơn 3 giờ một chút với một cái bình ga lớn. Còn nếu ở bình ga nhỏ khoảng 250g. 250g ở đây mình sẽ đốt được khoảng tầm 110 phút. Loanh quanh là anh em sẽ đốt được khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đấy thì có nghĩa là sao? Ví dụ như là mình đặt một nồi nước ở trên này mình đun khoảng 4 phút đi. Nước sôi rồi hoặc cà phê sôi rồi thì cái khoảng thời gian còn lại, ví dụ mình có thể sử dụng bình ga đấy khoảng 10 ngày, có thể sử dụng khoảng tầm 20 ngày tùy theo cái mức độ mình sử dụng nhiều hay ít thôi, thì nó sẽ sử dụng được gần đó thời gian. Nếu mà sử dụng bình ga nhỏ tròn tròn bé của Snowix, ở đây mình cũng có ví dụ như vậy để cho anh em cùng xem nha. Đây, ví dụ như này, nếu mà anh em sử dụng bình ga tròn này dung tích là khoảng tầm 110g, bình ga lớn hơn là 250g. Nếu mà bình ga tròn này 110 này thì anh em đốt được khoảng tầm 60 phút theo công bố của nhà sản xuất đưa ra. Ok, đấy là mình đã nói qua một chút về cái công suất và cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc bếp này. Tiếp theo nữa về trọng lượng, mình cũng khá là ngạc nhiên với cái trọng lượng của cái chiếc bếp này. Anh em thử đoán xem bộ bếp này nó nặng khoảng bao nhiêu gram ở đây. Trong này nó có ghi bộ bếp này. Anh em nhìn thấy bộ bếp lớn như vậy. Sau khi mình mở ra cũng khoảng tầm hơn lòng bàn tay một chút và được làm bằng hầu như là bằng kim loại. Chỉ nặng 495g, có nghĩa là nặng nửa cân. Nếu mình gọi là nửa cân thì nó hơi nặng nề, khoảng tầm 495g. Anh em nhìn thấy một chiếc bếp đầy đủ tất cả các công năng. Đây, rất đẹp. Ok, mình nói chi tiết về cái mẫu bếp này mình sẽ để qua một bên, sau đó mình sẽ unbox cái chảo, cũng là tên là Gigapower, trong hệ sinh thái của Gigapower. Video trước mình có nói về đèn của Gigapower, đợt này mình sẽ nói về bếp của Gigapower nhưng sử dụng nhiên liệu bằng ga. Và đây trên tay mình là một mẫu chảo này được làm bằng chất liệu gang. Ở đây mở ra như vậy cho anh em cùng xem. Đây, mẫu chảo này được làm bằng chất liệu bằng gang, được làm bằng chất liệu gang. Chất liệu gang này để làm gì? Để anh em có thể nướng beef stick hoặc là nướng những rau củ quả ở trên này sẽ không bị dính. Ở đây thì có thể là mình có những cái g của những cái viền cái chảo này, thì khi mình đập trứng vào đây có khi là những cái nước nó sẽ không bị tràn ra, thì anh em có thể chiên trứng được, làm ốp la cũng vẫn ok. Đi kèm theo của chảo này sẽ có một cái tay nắm này có thể tháo rời được, anh em có thể gắn vô đây. Mình sẽ giữ cái tay nắm như này, đặt lên trên bếp và sau đó bật bếp lên và mình sẽ BBQ. Và mình có thể làm bất cứ những cái món ăn gì đó mà mình thích ở trên cái chảo này. Ở phía đằng sau có rất nhiều những cái ô được Snowpeak thiết kế để làm gì? Để khi mà ví dụ mình đặt lên trên cái bếp Gigapower này, đặt lên trên cái bếp này thì nó sẽ khóa lại chắc chắn hơn, để khi mà ví dụ như mình có chiên đồ hay là mình có di chuyển ấy, thì cái chảo này nó sẽ không bị xô hay nó bị rơi ra khỏi cái bếp. Ok, đây là mình sẽ nói sau cái chảo. Bây giờ công đoạn quan trọng, mình sẽ test cái bếp này để cho anh em cùng xem là cái lửa của cái bếp này nó có lớn hay không, nó có đủ để cho anh em hấp dẫn mua sở hữu hay không. Trên tay mình bây giờ là một bình ga này là 250g. Bây giờ mình sẽ kết nối với cả cái bếp này.
anh em cùng xem nha. Trước khi kết nối, vẫn như những nhiều video trước của mình nói là hãy vặn khóa lại van để cho gì ga sẽ không bị rò rỉ ra ngoài, sau đó mình sẽ kết nối với bình nhiên liệu. Ok, ở đây sau khi mình kết nối với cả bình nhiên liệu xong, mình muốn mở cái bếp này lên thì cái việc đơn giản anh em có thể sử dụng hai cách. Cách thứ nhất, sử dụng một chiếc hộp quẹt châm thẳng vào đây và mở cái nhiên liệu, van nhiên liệu ở đây. Còn cái thứ hai, nếu mà bếp mà có thêm một cái đánh điện ở đây, ví dụ như vậy, thì có nghĩa là mình chỉ cần mở cái van nhiên liệu này lên, sau đó mình bật cái công tắc đánh lửa điện ở đây, có nghĩa là bếp sẽ mở. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em cùng xem nha. Đầu tiên là mình sẽ mở cái van này ra. Đó, anh em nghe thấy tiếng không? Thì khi nghe thấy tiếng như vậy thì có nghĩa là cái hơi nhiên liệu này nó đang ra ngoài. Thì lúc đó mình chỉ cần bấm công tắc ở đây là chiếc bếp này sẽ được mở lên. Anh em nhìn nha. Bây giờ mình sẽ vặn cái lửa cho nó lớn hơn. Anh em cùng xem cái mẫu này nó sẽ lớn đến mức độ như nào. Của mẫu bếp này lửa quá lớn. Với cái lửa mà nó lớn như vậy, mình mới chỉ mở một chút thôi mà nhìn thấy lửa đã cao với cả khoảng tầm 5-6 cm rồi. Thì cái công suất của bộ bếp này rất lớn. Bếp Snowvik bao giờ là cũng làm mình hài lòng hết. Cái thứ nhất, lửa rất đẹp. Anh em nhìn này, lửa rất đẹp, xanh, cao và cái mức lửa đấy lên lớn. Thì mình có thể để những cái ấm đun nước, hoặc là mình sẽ để những cái chảo lên, hoặc là mình để bất cứ một cái đồ gì mình muốn nấu đặt ở trên này đều được. Anh em có ngồi uống trà chẳng hạn thì mình có thể đặt ấm trà ở đây. Đó, sau đấy bắt đầu mình bật lửa lên và mình đun một ấm trà để mình uống. Ok, hôm nay mình giới thiệu một bộ sản phẩm set chảo với cả bếp ở trong hệ sinh thái của Giga Power của thương hiệu Snowvik để gửi đến anh em cùng xem và cùng nắm được những cái đặc điểm của mẫu bếp và cái chảo này. Hẹn anh em video tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ like và subscribe kênh của Mr. Weekend để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn mọi người.